Mến chào các anh chị đã đến với kênh Em Rụng Sống Pháp nha. Hôm nay là Fest The Man, là ngày lễ của mẹ. Thì em có tổ chức bữa ăn gia đình nha. Cảm ơn mấy anh chị luôn luôn đồng hành kênh Em Milly Cuộc Sống Pháp, luôn luôn ủng hộ Em Cuộc Sống Pháp nha. Chúc mấy anh chị ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, mọi gia đình và thành công trong cuộc sống nha. Hôm nay là Fest The Man nha, là ngày lễ của mẹ đó. Gia đình em ăn cơm nha. Lại trùng ngày sinh nhật của nhỏ cháu nữa. Gia đình em có làm món heo quay. Có làm nem nướng, có salad, làm mấy cái mâm, có mấy mâm nha các anh chị. Đây, hơi nó hơi bột để đồ nó hơi rầm rè chút xíu nha. Chút nữa mình sẽ ra đồ là mình ra là rất là đẹp. Đây bên đây là để mình đang cắt heo quay nha cả nhà, giòn rụm luôn. Đó, cắt nó kêu sột sột luôn nè cả nhà. Miếng heo quay của này nè, thấy không mấy chị, thấy ngon không? Giòn là cắt gì đấy, đứt hết à? Giòn đến nỗi cỡ đó luôn á. Mình cắt heo quay nè cả nhà. Nó giòn nè, nói không kêu cắt kêu cục cục luôn nè cả nhà. Mình heo quay là mình làm nha các anh chị, heo quay là mình làm. Mấy đứa con mình nó thích ăn cái gì lắm. Không có dài nữa. Ăn đi con. Lấy miếng ăn đi con. Đó. Chắc rất là đẹp nha. Thường thường là mình cắn dâu lớn mình chặt bên nhà mình á. Còn đây bên nhà mẹ của mình, cho nên mình không có miếng không có dâu bự. Miếng bự thôi nhỏ, cứ miếng bự hả? Miếng bự với cầm ăn được không con? Ở đây con gái của mình nè. Mắc cỡ cái nhà ơi. Đó, giòn nó sợ ha. Quá ngon. Đó, giòn rụm luôn. Mình cũng thèm chảy nước miếng nữa mà mình không có dám ăn tại phép lịch sự. Cứ ăn đi. Đang làm đồ à. Đây là bà Suya, đây là em cục chèo, đây là em gái của bé nha. Đây bà Suya nè, Suya của bà già nè. Hôm nay là trùng ngày Fest The Man luôn, là ngày lễ mà của mẹ luôn. Cho nên mỗi người ai cũng làm gì hết. Heo quay ngon quá trời luôn. Bỏ mắt kia. Không, vừa ăn luôn. Cả nhà thấy không? Nè tôi anh, sắp đừng có để cho mì da nó dưới nó ướt đó là nó bị mắc dầu thôi. Ôi, chung nói vậy. Ở đây là có dĩa chả giò nha. Chả giò. Ở dưới đây một chút nữa mình ăn ở dưới đây nè. Ở dưới đây có cái nhà ăn nha. Đó, giờ khoan khách đồ tới rồi chuẩn bị ăn. Đây là bên đây mẹ mình chiên chả giò. Đây là mì gà của người Bọt Tiếng Anh làm nha. Là người ta Bồ Đào Nha, món đặc biệt nha cả nhà. Đây, bắt đầu rồi chuẩn bị ăn nha cả nhà. Ai ăn lấy nha. Của sao này thiếu hả? Chả giò. Thôi coi ăn hả? Đúng. Đây là salad. Salad. Cắt tôm nè, cùi ra gỏi ra nha. Đó, tôm thịt ba rọi. Đó, có tôm thịt ba rọi với lại xoài, dưa leo. Đó, xoài, dưa leo với lại su. Rồi bắt đầu ăn nha cả nhà. Mời cả nhà ăn lên với mình nha. Đây là chả giò. Chén nước mắm cho tôi coi. Chén nước mắm, anh bảo làm nha. Đó, bắt đầu ăn cả nhà. Con trai em nó gỏi nè. Tôm. Em nhìn dưới đây mà thiếu. Lấy đi con, lấy đi con, lấy con. Ngon chưa? Nè, gỏi hải sản nha cả nhà. Ở đây nhìn cái nét nhìn nó không có đẹp không? Nhìn nó xấu. Ngon kìa. Đây là mì gà nè. Mì gà của một tí cái là ba là nước Việt Nam Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha. Đây mọi người đang ăn nè. Thảo ăn bánh tráng bao nhiêu Thảo? Là phần một ăn đã xong rồi nè cả nhà ơi. Xong chả giò cũng đã xong một lần. Đây bắt đầu ăn phần thứ hai nha cả nhà. Đây nem heo quay. Heo quay là ngon chưa cả nhà?
giòn giòn quá trời, thịt gà với lại nem 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 nướng. Cho quay được cho cả nhà. Cuốn ham cuốn sấu. Wow. Ta-da. Ông đang chia đang phong phát đó cả nhà. Đang chia người ít ít đem về đó, chia hết rồi này. Chả lát, nước mắm. Thế quay mới hỏi bà đây bà sách bị nè. Thấy không? Bà sách bị luôn thấy không? Mọi người sách bị đem về. Ôi ôi bánh kem đẹp chứ cả nhà ơi. Làm đẹp nhưng mà bánh cứ ngon không hơn. Nhìn cái cơ hình, tấm hình là đẹp hả? Đây cà phê luôn cả nhà. Đông hả? Nóng hả? Đóng cửa lại. Bánh đẹp không? Bánh đẹp quá trời đẹp không hả? Này mọi người đứng nào, mọi người đứng nào. Đang đứng đợi nha. Đang đứng đợi em. Ai vậy ta? Đây. Chín. Chồng hôm nay nó chiên ngoài đó không mệt đâu. Cái đâu? Cái đâu? Đó, còn mở quà đó. Wow, mở cho cơ đô luôn, cho nó mở kìa. Lên đây con ké hả con? Thôi, nó giọng nó kìa, Nó chi à? Bữa nào mình mở tờ máy nhớ ủng hộ mình nha. Bé quay vô cái tự nhiên đâu cắt không được luôn. Kỳ vậy. Cái gì quá chị bé ơi. Nào đây nào. Chị đi mình phát sạch. Đi đi chú. Bớt gạt bớt cái ấy hồng cây nha. Rồi, mọi người ăn bánh kem hết rồi nha cả nhà. Đó, mở quà ăn bánh kem. Mở quà. Đây, mọi người đã uống samban. Đó, uống samban hết nha cả nhà. Đó. Con đang chơi gì nè cả nhà con này. Đó. Mọi người đang chơi trò chơi nha. Đó.